Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Châu Chấu Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Suebi, tiền thân của người Đức bây giờ đấy. Ở tập trước ấy thì mình đã thực hiện một cái cuộc chiến tranh thần tốc và có thể nói mình đã kiểm soát cực nhanh cái khu vực miền Bắc của nước Pháp bây giờ rồi. Bây giờ thì nói chung thì mình đã kiểm soát được hầu hết phương Bắc. Còn cái thanh niên này thì mình có thể join vào bất kỳ lúc nào nhưng mà mình chưa vội. Chiến tranh thì bây giờ đang kéo dần xuống phía nam. Và chắc chắn là bây giờ cái nhiệm vụ của mình là vẫn phải bắt đi chiếm, thì mình sẽ phải đánh nhau với mấy cái thằng ở dưới kia rồi. Bây giờ mình phải chiếm được cái thành Aquita là một này, cái vùng này là hai này. Ôi, phải có tổng cộng 240 đơn vị quân mà mình mới có 221, nghĩa còn thiếu Ray hoặc Stack, tất cả 35 settlement mới được có 13. Kiểm soát 50 thành mới có 51, còn 30 tỉnh nữa. Có là một câu chuyện đau đầu. Tập trước thì mình đã quyết định khử luôn mấy thằng đồng minh của mình ở đây và kiểm soát toàn bộ cái khu vực này rồi, nhưng mình chắc vẫn phải mất thời gian để trị an cho nó đấy. Đánh khá nhanh nhưng mà bây giờ phải trị an. Mọi thứ thì có vẻ ổn hơn rồi đấy, nhưng mà đây mua được một con ngựa. Hết tiền. Ngựa này thì quá chất luôn. Kinh thật. Ngựa này thì giáp riếc của nó khá à, phòng thủ và Chagabonus nó cao hơn. Ngựa này thì tấn công cận chiến nó cao hơn, nhưng phòng thủ lại kém. Nhưng giáp lại trâu. Nói chung thì quân đội của mình đóng ở khắp mọi nơi. Đây có một đội ngựa. Cũng không đáng sợ lắm. Tình hình là bây giờ thì mình đồng minh đồng khói à, liên minh phòng thủ mấy thằng Athens à. Điểm ngoại giao của chúng ta đang bị trừ do chúng ta trở mặt và đánh nhau với mấy thằng ở phía bên này. Bây giờ rất khó đề xuất các cái hiệp ước ngoại giao đấy. Mà thằng Ai Cập thì nó vẫn khá là thân với mình, nó là đồng minh của mình rồi. Và nó thì đang bị thằng nào đây đánh. Một cái thằng châu Phi. Phía Bắc thì thanh niên này có vẻ làm cỏ chiến trường tốt đấy. Ây da. Thanh niên này có vẻ hổ báo nhỉ. Phác Chia phải ở đâu mình còn chưa nhìn thấy. Thôi kệ đã, tí nữa mình sẽ sang giúp đồng minh đánh một vài cái khu vực bên đó để raise settlement gì đấy. Lượt này chắc không có việc gì để làm nên mình sẽ qua lượt đấy. Đấy, chính trị của mình thì ổn, trung thành tốt, mọi thứ đều ổn. Nền kinh tế của mình bây giờ hiện tại đã đang là hơn 11.000 một lượt thì nói chung là cũng đủ sống. Nói chung là có thể gọi là đủ sống. Công cuộc tiến sang phía thằng nào nó vừa cướp bóc của mình nhỉ. Hai có vẻ nó xử lý xong cái faction kia rồi. Rồi nó thanh niên này vào đội hình chúng ta. We have need of talk, I'm sure. But we also need good food, a warm fire and warm women. 3.000 hơi ít. 5.000. Chưa chịu.
You speak as well as a bard, but I must be unswayed by all except the interest of my people. 7,000 nhé. Our warriors, both proven and young, have a taste for battle. Give us word, and we will attack these people. Mày gia nhập gia tộc của anh là được rồi. Táng đi. Ôi, nó vẫn thích đánh nhau thằng này. We could lend sword and spear to your cause. Say but one word, and we will come. Cho mày hẳn 10,000 xem nào. My belly crumbles for swine and ale. We must talk no more. The day is done. Cho mày tất tay luôn. You speak from deep wisdom, although the offer is but shallow. Mình vẫn hơi ít tiền. Thôi à, nó chơi chịu thì mình cứ nâng cấp nhà cửa lên đấy. Nhà cửa của mình bây giờ cũng hay là tới lương thực của mình khá hết nhỉ? Sao có một lượt mà lên lương thực khá hết rồi. Tranh thủ nâng cấp nhà cửa để kiếm tiền đấy. Bây giờ thì mình cũng vẫn đang phải cố gắng ổn định hòa bình mà. Chưa để đưa quân đi đâu được. Vùng đất này của mình nó còn vẫn còn khá bất ổn. Xây cái điện thờ đó, đúng rồi. Cái vùng này chị An nó chưa lên được bởi vì là toàn văn hóa của các cái công trình các phe phái khác thôi. Đúng vậy. Nghiên cứu gần xong cái này rồi à. Lâng tường thành lên cao, các nhiều anh em bảo không lên lâng lên cấp 4 nhưng mình lâng lên cấp 4 thì chúng ta mới có tiền chứ. 19. Mất một thằng berserker. Quân đoàn này. Quân đoàn cấp 4 ấy, khá mạnh đấy. Quân đoàn này cũng cấp 4. Cái hạm đội mình đâu nhỉ? Bắt đầu di chuyển các hạm đội sang bên này thôi. Đây rồi, chúng ta sẽ có một hạm đội ở đây. Cuộc chiến sẽ bắt đầu. Mình nhớ là mình mua đến 2 hạm đội cơ mà nhỉ? Hết tiền rồi. Được sau mình sẽ tậu thêm một hạm đội nữa để có thể đi yểm trợ được không? Đường bộ đường thủy. Bờ biển tấn công từ bờ biển vào. Kataki. Chiến tranh là không thể tránh khỏi. Thằng Ai Cập thì khá mạnh đấy nhỉ, nhưng mà bị cái thằng châu Phi nó đàn áp ác thế nhỉ. Hay già. Tôi rút một rồi. Tôi đã. Chỗ này bây giờ thành đất của thằng nào đó? Vùng này bây giờ không thành đất của ai à? Như kiểu là đất hoang hóa rồi đấy. Có vài vùng là bị đốt cháy à? Hoặc là mình không phát hiện ra đấy là phe nào? Cái khu vực biến động này đầy biến động. Có sự kiểm soát của những phe mà mình chưa phát hiện ra. Parksia đã bị diệt vong. Điều quân dần xuống khu vực phía nam để chuẩn bị cuộc chiến ở phía nam thôi.
Hiện tại bây giờ chỉ còn đảo Anh là mình đã đồng minh hoàn toàn và mình không có ý định tiến lên đảo Anh. Và Tây Ban Nha thì mình nhất định mình sẽ phải xử lý. Cái này nó sẽ tăng cả... Cái nào nó tăng văn hóa nữa nhỉ? Hưởng của văn hóa này. Đây này. Cộng 4. Cái này cho nó tăng nhanh cái văn hóa của mình lên nữa. Mình đang cần cái tăng ảnh hưởng văn hóa. Mọi thứ có vẻ ổn hơn rồi. Các cái quân đoàn chính quy của mình bắt đầu điều động quân đội. Cái cảng này sửa chữa đến đâu rồi? À, hồi đây quân rồi. Nó là hải quân thì sao nó không đánh được? Sao quân đoàn nào cũng mất một đơn vị quân thế này nhỉ? Toàn thiếu mất thằng Berserker. Thiếu mấy anh Berserker. Đây là quân đoàn rất khủng của nữ tướng. Khá là khủng. Ủa. Mỗi tội là giáp thì hơi trơ cùi. Tất nhiên so với Soul Master thì tấn công và phòng thủ cận chiến của nó cực cao. Bọn này chỉ giỏi chặt chém thôi. Hiện tại mình đâu? Ở trên này có một quân đoàn nữa. Quân đoàn của nhà vua luôn. Bây giờ mà điều động lực lượng xuống bên dưới này tấn công là cũng hơi vất đấy nhỉ. Thế là thằng này chiến tranh với thằng Massasila này. Chưa biết chiến tranh kiểu gì chỗ này. Chỗ này mình khá nhiều quân. Quân đoàn này quân đoàn mới thành lập. Vùng này chưa yên được. Văn hóa mình hơi thấp. Mặc dù mình đóng đến hai quân đoàn đấy rồi. Kinh nhỉ. Phun rồi kìa. Mua thêm hai thằng Berserker nữa. Bổ sung cho bọn ở phía trên nhé. Vùng này nó sẽ tăng giáp cho quân. 13 giáp, mua quân ở đây nó tăng được giáp. Cộng 5% giáp cho các đơn vị quân được tuyển.
Cuộc chiến tranh ở ngoài vùng biển, ngoài biển khơi này cũng là căng thẳng này, không đơn giản tí nào. Cái thằng sao thằng Đức này nó lại quái oăm thế nhỉ, nó bắt chơi đi tô màu này. Bọn này lúc nào xô và suy kiếm vào khiên. Vùng đất này bất ổn nhất cả. Mình sẽ cho quân đoàn của nữ tướng đi đánh trận nhiều hơn chút xíu. Vùng này khá đông quân này thì làm sao mà thằng nào đánh được. Unlock thêm công trình nữa. Bọn này nó không có hầm mỏ. Macedonia. Thôi được, tạm mọi thứ này cũng ổn ổn mà. Mình thấy cũng tạm ổn. Cứ để này đã. Một cuộc chiến vào đây thì có vẻ như là hơi căng nhỉ. Thằng này chiến tranh với nhiều thằng thế. Mình đang tập hợp lực lượng à. Đầu tiên là mình sẽ phải bỏ giao thương với thằng này. À, bỏ đồng minh với thằng này. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink before words pass our lips. Our wise women have looked into. Bỏ luôn giao thương nữa. Well met, friend. Sit and strength. Rồi, điểm ngoại giao đang tụt cách khủng khiếp. Và lượt sau nữa, để một hai lượt nữa mình sẽ giải quyết nó. Bây giờ chúng ta vừa mới bỏ, chúng ta chưa lên đánh nhau ngay. Nó kiếm gì này, âm à? Thôi để lượt sau cũng được, nó vẫn đang 0%. 0% thì không phải lo. Đây rồi, các hạm đội của chúng ta sẽ sang đây rồi. Đánh nhau với cái bọn Tây Ban Nha này hơi mệt đấy, bởi vì lính của nó lính lém lao hơi nhiều. Lính kia cận chiến của nó cũng được trang bị lao rất mạnh. Mà cái Đức thì chống tên hơi kém. Voyage is done.
Cái gì anh? Hình chỗ này có vấn đề gì à? Không, không có vấn đề gì. Chiến tranh với thằng này à? Đề nghị nó tí nhỉ? Welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting, so that all may. Điểm ngoại giao của mình đang bị âm nên là tốn khá nhiều tiền để thuyết phục nó đấy. Hai nhá. Thế thì ít thôi. 800 được. Perhaps. And I ask with all due respect for your august. Anh sẽ nhổ cỏ tất cả những quân trả đồng minh nào hết. Cho mình 1500. Your new chuyện trở nên đơn giản thế nhỉ? Rồi. Chúng ta đã trong tình trạng chiến tranh với thằng này rồi cả. Cho quân đoàn nào đánh nhỉ? Cả hai quân đoàn này đều mạnh về đúng rồi, đều mạnh về công thành. Khi nó có cái thằng spy, nó búp rất mạnh cho lính cung. Trận đầu với bọn Tây Ban Nha, bọn này nó toàn ném lao, mình ghét nhất cái đội hình ném lao chứ. Tiếc là quân Đức không bao giờ có thể tuyển được đội voi bọc giáp của Ấn Độ, bởi vì nó không có thể tuyển lính đánh thuê của chư hầu. Rồi ok. Ôi sao thành của mấy thằng Tây Ban Nha mà đẹp thế nhỉ? Tưởng nó phải giống cái trại chó chứ nhỉ? Thành gì mà đẹp thế? Ủa rồi. Nó phòng thủ ở đây thì đánh kiểu gì? Nếu mà thành này mà tấn công từ hướng biển vào nó hơi vất. Chắc mình đánh từ hướng này vào đi. Ôi ôi, đi vào tận đây khó nhất là mấy cái tháp canh trong nữa kìa. Nào vào thì cũng phải phá tháp canh nhỉ. Đây cũng được. Hướng nào gần nhất để vào nhỉ? Quan sát chỗ nào nó không có xe bắn đá. Ở đây khả năng chỗ này nó có cái xe bắn đá. Thành gì mà rộng nữa còn. Rộng quá. Thôi cứ đánh ở đây đi. Chỗ này tuy là nó có hai cái cổng thành nhưng mà khả năng xe bắn đá ở hai hướng này nó không bắn vào mình. Ta có đội cung thủ, binh siêu mạnh Italia. Mấy anh berserker này mà leo thang thì chết sớm. Số lượng có 80 thằng làm sao mà leo thang được. Swordmasters, battle group ready.
Bye. Group and ready. Ballista. Take aim. Nó đặt pháo à? Enemy reinforcements approaching. Tôi bị có tiếp viện à? Sợ là mấy cái hội hạm đội này. Berserkers. Berserker. Tám bảy phần trăm rồi. Sau khi tiến được vào thì mình sẽ cho công thủ mình bắn bọn này trước đã. The enemy's tower has been destroyed. Firewheel. Không được đánh kiểu Firewheel mà chết mất quân đấy. Bọn này đục hai cái lỗ ở tường thành. Úi rồi ôi, chạy ra đây bị trượt chân ngã chết. 32%. Cung của mình tầm bắn rất xa. Không thấy nó báo phạm vi tầm bắn của đối phương đâu nhỉ. Không thấy nó thông báo tầm bắn của cung thủ đối phương. À mốt rồi. Được hai cái lỗ bên cạnh nữa là Okemen. Hay quá, thêm vài thằng chết. Ôi giời, bọn này chạy đến đây lại chết tiếp rồi. Ấy ấy, lộn cổ xuống. Ấy, sao cái bọn này mắt lui à? Không biết được chạy mà không biết đường chạy, chạy ngã chết. Rồi, cung thủ của mình rồi, tiến lên đi. Advance at speed. Nó đang chạy ra chỗ này, cho cung vào đây đi. Sword masters. Nó đánh những cái thành kiểu Hy Lạp với La Mã này thì chúng ta không nên leo thang. Leo thang chết rất nhiều. Cứ phá sập luôn rồi. Bởi vì nó leo thang vào không lên được thành ngay. Bắn cái này nữa. Cho cung thủ đứng cái này bắn. Sword masters. Scrappers, ready! Sword masters, get running! Berserkers, come on now! Riders forward! Cái đám kia đó đang chuẩn bị đổ bộ. Archers! Đứng đây thì tha hồ cho cung của mình bắn. Cho nó đổ bộ à? Đổ bộ thì nó bắt buộc phải đi ra đây để vào rồi. Thôi nhá, cho một đội berserker của mình ra đây đã. Còn lại là. The walls are breached. Từ quân
trong thành của nó đây này. Từ từ. Xử lý mấy thằng kia chưa? Đánh cung rồi. Rồi, cứ đứng ở đây chờ xíu. Rồi, quyết mấy thằng đang đến kia đã. Nó thích bắn gì ở đội này của mình à? Trước đã đang tiến này. Bọn này vừa chạy vừa bắn à? Siêu thế. Italia Lobo Cavalry. Sword Masters. For the wind! No! Melee fighters ready. Bọn nào bắn tên ở đây nhỉ? Giải quyết nhanh bọn này. Cung của mình có vẻ đi vào hơi xa đấy. Tiến lên, Berserker nữa, tiến lên. Bên này thì xong rồi. Nó sốc cho thế thì sống làm sao được. Ây da, ném cung thủ của mình chứ. Italian Noble Cavalry. Xong. Tiến vào. Đội cung thủ phải làm tường cho đội quân. Đây. Đứng đây. Đúng rồi, vào đi. Đây bắn đá. Chắc phải lên đến tầm này thì mới bắn được. Chắc phải lên tầm này thì mới bắn được cái tháp cảnh trong này. Đi hướng này em ơi. À tướng nó có skill buff giảm mệt mỏi cho binh sĩ rồi. Missiles ready and waiting.
ready and waiting. Wow. Cái cung nó vẫn đang rỉa, cấu rỉa. Úi xổng. Berserker. Chém nó cho anh. Mấy thằng Tây Ban Nha này. Úi dồi, đạp vào mặt, xiên vào bụng. The battle is turning in our favor. Đầu gấu này hướng lắm. Son of Gordon. Đứa con của thần chiến tranh. Kìa chúng nó. Ok, đội kim binh của mình. Mình ra lệnh cho đánh bọn này mà sao không đánh nhỉ? One of our units has gone berserk. Điên cuồng chém giết à? They will bleed for us. Sword masters, follow me. Attack! Archers, fire on the enemy. Mấy con ngựa ném nào của nó? Để đấy. Khay chân archer không giải quyết. Italian noble cavalry. Rồi. Xe bắn đạn lên đến đây rồi. One of our units has gone berserk. Lại điên cuồng chém giết. Vẫn chưa đạt đến tầm bắn à? Ôi phải vào tí nữa. Pháo này pháo ngắn, nếu mà pháo to thì tới rồi. Berserkers. Thôi vào đây em ơi. Get moving. Scrappers ready. Hai cánh quân tiến vào. Thằng tướng của nó chắc ở trong thủ phủ. Toàn quân của nó cho ngựa đuổi nó được rồi.
chắc phải đi trước để mở đường xem nào đấy. Chắc nó còn thằng tướng ở trong phủ trong này. Đấy, xe bắn đá bắt đầu bắn được rồi. Hình như chúng nó trong này rồi. Không thấy đâu. Chắc chắn ở trong cái thành chính nhỉ. Anh em vào đây tập hợp đã. Vãi thật, cái xe bắn đá to ngang cái cổng thành. Vãi cả thanh niên này. Chạy ra đây hướng này để bị tháp canh nó bắn nhờ. Chưa nhìn thấy có địch đâu nhỉ. À, tập trung đủ lực lượng đấy. Bắn. We await your command. Riders forward, riders of the devil. Archers. Tháp canh cho bắn à? 5%. Tao bắn tháp canh ở đến đâu mà nó bắn thấm thế? At your service, archers. Đến đây đã. Quick march. At speed. Chuyển sang bắn đạn lửa, bắn được tháp canh không? Give them fire. Không bắn được, chỉ bắn được tháp canh của mấy thằng dợ. Yes, commander. Tháp canh của bọn dợ nó bằng gỗ nên là xe bắn đá mình à cái cung thủ mình bắn được 21%. Sword masters, our general is under attack. They will bleed for us. Đừng quên rồi vào đây. Battle ready. Move it. Xông vào đây. Sword masters, archers. Advance at speed. Quick march. Chắc chắn là thằng tướng ở trong cái quảng trường ấy rồi. Sword masters. Warriors ready. Walden watches over us. 60%. Có những trận mình phải đánh ở đây khá mệt. Xe bắn đá mình bắn tốt phết nhỉ. Chưa trúng tháp canh, trúng mẹ tường đằng sau sập. Vãi cả trưởng. Phát nữa là sập. Cho nó phát ra nè. Archers! Fire!
Warriors, ready! Shield wall now! Round to act for Germania! Press sung sức lắm, đang sung sức. Xe bắn đá rồi, mưa tên. Còn về thằng quân chú ở trong đấy không chịu chui ra, trò mày chết. Bướng với đại tướng. Đang đánh mấy cái thành của mấy anh dợ quen, tự dưng đang đánh thành của La Mã nhìn nó lạ lạ. Sang Trung Đông đánh mấy cái thành ở Trung Đông còn lạ nữa. Thirsty for battle. Bây giờ thì chiếm. Bắt buộc phải đánh hai trận. Ready for orders. Tinh không? Rank 5 rồi. Tăng sát thương của vũ khí à, tăng morale khi tấn công. Tăng phòng thủ cận chiến, tấn công cận chiến và charge bonus cho kỵ binh. Phòng thủ và di chuyển cho các đơn vị hạng nhẹ. Tăng giáp, tăng di chuyển trên map và tăng charge bonus. Tăng morale. Học vào cái này đã. Ủa, học vào cái đấy cho tăng tiếp tầm bắn cung thủ lên 185. Tầm bắn cung thủ lên 185m rồi. Ta còn một quân đoàn nữa đây. Bây giờ mà đánh nhau với thằng này là mình phải cử quân đi nhỉ. Quân đoàn của nhà vua đã đến đây rồi mà. Tiến rất nhanh. Nhưng có vẻ như nó có một cái hạm đội gì đó trên này. Nếu mình tấn công vào đây là hơi dở nhỉ. Nhiệm vụ còn rất dài. 14. Trời ơi.
thanh niên này bây giờ cũng đang là một thế lực ở đây à? Tình hình căng phết nhỉ? Để lượt này hay lượt sau đánh nhỉ? Băn khoăn quá nhỉ? Đánh luôn lượt này cũng được. Nhưng mà bây giờ mình đang trade với nó. Thế thì bỏ nó thôi. I've called for good ale to ease. Dealing is done. Our wares will be kept for our people and those who truly know their worth. Welcome, worthy friend. Let us pray. We will respect your words. Our warriors are mighty men, though, and your enemies will be sharpening their swords. Lần sau mình có thể đánh nhau được. Mình cứ đánh nhau sớm quá nguy hiểm. Điểm ngoại giao mình đang bị âm rất mạnh. Đợt này thì thế thôi, chúng ta cũng hết mất tiền để sửa chữa nhà cửa rồi. Với 4 quân đoàn ở đấy thì mình nghĩ là đủ khả năng giải quyết khu vực Tây Ban Nha rồi. Quá đẹp. Có ngựa này rồi thì bỏ ngựa đấy cũng được. Qua lượt đã. Chơi cái ngựa Italia thì nó mạnh thật nhưng mà tốn kém quá. Gì đây? Raslan. Không dám đánh nhau mình ra. Thằng này hủ nhỉ? Được. Mấy thằng hủ hơn mày đã chết rồi ấy. À, nó có Warstorm. Nó có Warstorm. Úi giời ơi. Phòng thủ ở bên sông à? Swordmasters. Phòng thủ bên sông trận này cho hai đội Swordmaster là đủ ăn rồi. Group and waiting. Còn cái chỗ này thì chắc là cho 4 đội. Group and waiting. Chia ra. Warriors group. Warriors group. Warriors group. Cái này thực sự mình chẳng biết dùng kiểu gì nữa. Bởi vì trận này chúng ta sẽ thủ ở phía bên này rồi thì nó sang được đâu. À, mình chẳng biết kiểu gì. Cho anh Berserker bên này thôi. Cung này thì bắn đây. Group and waiting. Group down ready. Chống kỵ binh nó đột nhập.
of us carry scars gained in defense of our people. Today, enemy reinforcements approaching. We will die for this cause. Do vùng nước này có thể đủ rộng này. Proud to act for Germania. We hunger for blood and battle. War command and all. Awaiting your command. Quick march. Lá vào đây chơi. Thế bên kia nó không có quân à? Our hidden units have been discovered. Warriors, move out. Lên luôn cả thang. Move it. Đội quân này sang bên này luôn. Tầm bắn có 151 à? Hơi đuối. We are the Dark Forest. Sword Masters. Lên cái lùm chết cũng khá khá nhỉ. Put up the shield wall. Bật shield wall lên thì bọn này ăn vào mắt. Berserkers, we are the Dark Forest. Berserkers. Chưa cho quân vào. Mấy thằng Warstorm chưa vào. Sword Masters. Ồ, phong thủ cận chiến trâu lắm. Bật đội hình sư vua lên rồi. Our hidden units have been discovered. Hunters. Sao đây? Longbow Hunters. Cung thủ tăng hình à? Mình không nhìn thấy nó. Rõ ràng thì nó bắn tên ra mà không nhìn thấy nó này. Đứng vào đây để gào thét. Hét cho chúng nó sợ, nó bỏ chạy. Ơ kìa. Tiếp viện kiểu mẹ gì mà lại ở đây có quân này. Là không có quân địch rồi. Nó dồn hết vào cổng bên này rồi. Gọi ngựa ra đây. Bọn này nó tiếp diễn vớ vẩn nhỉ, đi trên đất của mình nó vào.
The enemy general is dead. Ô, thằng tướng nó chết à? Our general is under attack. One of our units has used all its ammunition. Bana bắn vào đây, kẻo chết con mình. Sentit Jean. Mấy con ngựa nó hy sinh nhỉ? Sword Masters! Berserkers! Kinh nhỉ, búc điên cho quân này. Nó liên tục búc. Berserkers, Germanic warriors. Get running. We have discovered the enemy's hidden units. Tầm bắn của cung của mình, đội này nó không được búp vì nó là tướng không được bắn búp tầm bắn. We have discovered the enemy's hidden units. Longbow hunters. Có được bốc điên liên tục à? Cái hết xung trận. Longbow hunters. Đây đi. We have discovered the enemy's hidden units. Được kỵ binh của mình rồi. Cửa mấy thằng tầm xa. Ra bắn tướng của mình đều thật. We will pierce their hearts. Giảm mệt mỏi cho binh sĩ á, ai giả ôi nó đánh ác kiểu Warstrong nó mạnh quá. Warstrong nó có khả năng tấn công nó mạnh hơn Soulmaster mà. Soulmaster chỉ mạnh với phòng thủ thôi. Bắn như thế mà nó chưa chết à? Cung của nó lì ghê nhỉ? Cả xe bắn đá cả cung tên bắn mà nó không thấm. Lùi lại cẩn thận chết tướng.
Mày dẹo chưa? Còn mấy thằng lá thật. Đây, cung ra đây. Rồi, quân nó chết hết rồi. Còn tướng lên đây thì bút tiếp. Chơi bắn đá rừng. Bọn ngựa này phòng thủ vận chiến châu phết đấy. One of our units has used all its ammunition. No hunters! Bảo nó ra đây đứng mà nó không chịu ra. Đúng rồi, bắn ngang này thì nó dẹo nhanh. Cái tội cung này hơi yếu. Đây đây một tí nữa. Búp tinh thần của binh sĩ. Ui nặng thế cả. Soul Master nó đánh ở trên góc này. Phải sốc rồi, dùng cái binh sốc thì mới nhanh được. One of our units has used all its ammunition. Ready for orders? On the double! Advance the speed! Bọn nó đánh lì thế nhỉ? Bắn thắp tướng nó xem nào. Chạy ra sông này thì nó không tra ra được rồi. Sông nước thì yếu lắm. Our horses love blood. Ôi đội này của mình sắp dẹo mất rồi. Nó đánh lì quá. Vãi nhỉ, mình không nghĩ là bọn này nó lì như vậy. Longbow hunters. The enemy general is dead. Rồi, tướng nó chết rồi. Tấn công vào lưng của nó này. Bọn này nó cũng khỏe thật đấy. Ôi ôi, mình cứ tưởng một chuyện thắng với Heroic Victory cả. Chắc chắn phải có cái gì đó không đặc biệt thì mình mới Heroic Victory chứ nhỉ. Nó có quân tích viện. Ôi bọn Warstorm nó mạnh lắm. Chết tại chỗ. Thế à? Thế à? Ơ, à, nó chiến tranh với cái thằng này. Nó không thèm chiến thành thằng này mà nó đã đi đánh mình trước. Thằng này được, có chí khí. The spirits tell us một cái nhiệm vụ hòa bình là không thể. Lại có một đứa bé tèo rồi.
tăng cái nhánh này lên cho quân mình nó mạnh tí đấy. I live to serve my people. Ready for battle. Quân đoàn này về tuyển mấy thằng cung thủ nhỉ? Cung này bắn đuối quá. Trời ơi, vùng này không trị an được à? Xây công trình này cho nó trị an tí. Hải quân mình đây đâu nhỉ? Đây rồi. Hard on the oars. Your next command. Yes. Quân nó đông thế, còn 20 thằng trong thành. Chưa kể quân đồng chí. Ủa. Đông lắm. Nó có cả gì đây? Spear Brother. Bọn này nó bọn lai lai giữa cả dợ, cả Đức, cả Pháp mà. Locating. For the tribe. mười sáu cộng 12 số lượng quân của nó trong thành cũng không hề nhỏ. Vùng này chị ai đến bao giờ mới xong được chứ? Quân đoàn này là phải để đi đánh nhau chứ không phải đứng ở nhà thế này. Nó có rồi mà, chỉ thiếu mỗi Can I finish my wine? I live to serve my people. Drinking is forbidden. Cái này thì nó chỉ trừ lương thực, không bị trừ public order, nhưng nó không tăng tiền mấy. Đúng rồi, nó chiến tranh với thằng này mà nó không thèm chạy đánh, nó chạy qua để nó đánh mình. Nó chạy không thèm đánh thành này. Thỏa thuận ngầm à? In time, two things always smell: fish and uninvited guests. Speak quickly then. Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish. Hơi khó bởi vì cái điểm ngoại giao mình đã quá thấp. Our warriors are needed elsewhere, and even the sharpest sword cannot be thrust into two enemies at once. Tốn tí tiền thôi mà. Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Mình chiến tranh với tất cả các đồng minh như này là nguy hiểm lắm này.
ôi, nó đòi tận 3.000 nữa. All would surely benefit if we agreed to open trade from this day on. Well. Chịu không? Rồi. We have talked long to reach agreement. Tay của chúng ta đánh nhau rồi. Trận chiến chúng ta bị trừ nặng lắm. I am ready. Let them cower before our strength. Toàn lính đời cuối, chết rồi. Chả mấy khi được đánh đông như này, cho hai quân đoàn đánh cho nó sướng. The old father guides my steps. Kill them! Nhưng mà cái quân đoàn này nó lại không có đội cung mạnh. Phải có đội cung mạnh đánh nó mới búp. Búp đam cho cung thủ mạnh. Đội cung nữ này hơi yếu, đội cung là nữ này hơi yếu. Tuyết rơi à? Làm binh sĩ của chúng ta nhanh mệt mỏi. Mà chơi luôn đi, mình thích thời tiết nó phải đục và lạ một tí. Đồng minh của mình sẽ vào từ bên này. Nếu như thế thì mỗi thằng một cóc góc à? Hay chuyển sang bên này đóng luôn. Vào từ bên này thì chỉ có đánh ở đây. Thành kiểu này không biết đánh hướng nào vào. Ôi dồi ôi. Thành của nó thành ven biển. Ôi. Trên này có tháp canh mà cũng không có lối vào. Thằng nào nghĩ ra cái thành này nhỉ? Nghĩ ra cái thành này được ấy. Tấn công từ bên này vào. Trên này còn cái tháp canh ở đây thì không biết nó bắn kiểu gì. Mấy cái đứa con gái này đánh trận thì không giỏi nhưng mà gào thét thì tốt. Đánh trận thì không giỏi bằng Soul Master nhưng mà gào thét thì lại tốt hơn. Son of Woden. Tầm bắn có 150. Không thôi. Sons of Woden. Son of Woden. Đây nó có một cái xe. Xe bắn tên này. Our reinforcements have arrived. Quân nó đang được tiếp viện.
vãi, giờ trận này sẽ có hai loại quân luôn. Slinger. Ở đây thì cũng không có thể vào được. Ái chà, tao bắn xa ghê nhỉ. Phá mấy cái tháp canh đã. Quân nó đông lắm, không đùa được. Đội Kraton Archer mình đến chưa? Your orders. The enemy's tower has been destroyed. Chờ công thủ Kraton Archer đây đã. Mình nghĩ là cái tháp canh thì mình phá được hai cái tháp canh góc này rồi thì bọn tháp canh này nó bắn những con thua gì đâu nhỉ. Quân nó đông. Trời tuyết rơi như này. Bộ binh của mình di chuyển tới hết chưa? À bắn nhau rồi. Bắn nhau ạ.
close to command! Archers! Uầy, không lại với cung thủ Clayton Archer bắn rát lắm. The enemy's tower has been destroyed. Look at the top cảnh rồi. Germania! Đây đã. Loose sword masters. Missiles awaiting targets. Đủ cung rồi, đứng ở đây. Dàn hàng ngang đứng ra đây. Leo tường thôi, bắt đầu. Who do we honor? Warriors ready! For the old father! Sword masters! Take their heads! Scrappers ready! Khi thần Archer là bắn dã man thật. Đúng là best cung thủ của phiên bản này có khác. The enemy's tower has been destroyed. Khẩu pháo này bắn tởm hết. Sập hầu hết tháp thanh nó rồi. Đi đây, núp à? Archers, ready. Ok. Cung của nó lúc ẩn lúc hiện. Bắn cho anh. One of our units has used all its ammunition. Okay, thân Archer này đứng ngắm cảnh à? Thế nhưng chúng nó đứng đè đến nhau. Giống lính La Mã ấy nhỉ. Ngủ. Thế nước đang tràn lên. Úi dồi ôi, cung tên nó bắn thấm đấy. Archers!
Hãy giả bọn này bị tên bắn chết còn nhiều hơn rồi. The walls are breached. Tháp cây này chưa sập, sắp sập rồi. Rồi treo vào. Cú mình bắn ở ngoài, bắn vào tưởng. Nó yểm trợ cho cận chiến ác thật. Berserker vào rồi. Ai à ơi. The enemy's tower has been destroyed. À, tháp canh nó sập rồi. Ballista. Bộ cung nó này, giết anh em. À, tháp thanh canh rồi. Bắn đây, bắn đây, bắn đây. Sao bên ngoài này vẫn còn đông quân này? Binh à? Và đội cận vệ à? Battle is turning in our favor. Kill, kill, kill. Rồi, Kaitan đã chờ rồi. Bắn thằng này cho anh. Mình tầm xa nó là phải khử. Đồng thế vẫn đang leo. Ơ, sao thanh niên này leo xuống? The enemy general is dead. Tướng nó ở tận đâu mà chết? Bắn sập cả một khúc tường như này cơ à? Thế là kỵ binh của mình có thể xông vào rồi đấy. Bắn đây đây. Xem cho nó dàn quân vào đến đâu. Missile infantry at your command. Kaitan Archer ra đây. One of our units has used all its ammunition. Đội này đứng đây này được rồi. Xong. Swordmasters, đây, chúng nó đánh chỉ ở cổng này. Kinh quá. Những trận chiến đông như này đánh nó mới sướng. Nhìn quân nó cứ kinh nhúc này. Đánh trong chảy tuyết rơi nữa. Ờ, mình phải cho hai thằng tướng vào để nó múc ấy chứ chẳng. Hoa rừng đi. Đây bắn đá hoàn thành nhiệm vụ rồi. Quân cái này, ui dồi ôi, ui dồi ôi, giết. Nó có cả lính nữ này. Đúng không nhỉ? Nó có đội Ski Mister. Kỵ binh nó lùa vào. Cổng này đi. Lính nữ của mình thôi. Swordmasters, moving. Archers. Run, pass you.
Italian Noble Cavalry. Ôi, mấy thằng Clayton Archer thì đứng ở ngoài bắn. Ờ. Swords! Sword monsters! What curse you? Orders! We are... Berserker! Berserker! One of our units has used all its ammunition. Tiến vào từ hướng này, nhanh, kỵ binh đâu rồi? Nữ bác phi của mình rồi. Có cả hai loại kỵ binh luôn, kỵ binh Sigurd và kỵ binh của... Ôi, chúng nó rút chạy ở Mỹ rồi. Không ăn nổi. Berserker! Usman à? Italian Noble Cavalry! One of our units has used all its ammunition! Berserker! Đây này, cho mấy em này đánh nhau mới sướng này. Press. Mấy thằng này chạy đâu ấy? Xong rồi. Cho mấy em này chém. Từ từ. Cho mấy em này chém cho sướng. Sao thế? Lính nữ của anh mà chạy à? Nó cũng là lính nữ này. Đứng lại. Điên rồi, điên. Ui dồi ôi. Nó đang mất điên. Đội lính nữ của mình nó vừa được mất điên này. Cho vào nó 142 đam lên 143 thôi, hết rồi, hết tác dụng rồi. Kinh quá. Cái đội lính này thì cung của mình cố gắng mình để cho đội thuần là lính Đức, chứ còn nếu không mình thay bằng cung thủ Clayton Archer thì đánh còn mạnh lắm. Như này là nó hạn chế khá nhiều sức mạnh. Thử nhá, cướp một phát đã. I am ready. Vừa phải chiếm vừa phải cướp, thật là mệt. Nhà xe bắn đá mình cũng cần. Ruộng thì điện thờ thì cung thủ phủ này cũng không cần điện thờ. Văn hóa Germanic của chúng ta cao. Bây giờ thì thằng Đức này chạy đâu?
tàn quân Taliban, tàn quân Taliban. Láo đã bướng với đại tướng. Auto lại mất khá nhiều quân nhưng mà thôi đánh nhanh. Bọn này nó auto với vẩn ói. Auto kiểu mẹ tí chết mất mấy thằng quân kia của mình ấy. Lại chết mất mấy anh berserker thì lại đau đầu. Cái gì đây? Tăng tiền nhiều nhất. Công nghiệp tăng từ tất cả công trình 20% rồi. Giao thương. Cái vùng này nó thiên về công nghiệp. À không, cái này nó thiên về cái gì? Nông nghiệp. Cái này lại mạnh về thương mại. 12 và tất cả. Sửa thành đã. Ủa, mình tiến khá nhanh. Còn cái thành dưới này thì chưa ăn được. Hải quân của mình hơi yếu. Ôi ai 16. Giời ơi, còn lấy đâu ra tận những mười mấy thành nữa đây để mình cướp mới bóc đây. Không sao. Hải quân của nó ở đây thì chắc không làm gì về mấy cái hạn cảng này của mình đều được có rất nhiều quân đồn trú. Đảo Anh xem nào. Đảo Anh thì khá thân với mình rồi, không nói. Thằng này đáng tiếc là sắp chết rồi. Mình đánh nhau mấy thằng kia, thằng này nó thân hơn, vãi cả thân. Thôi để xem tình hình ngoại điểm trung thành này. Ờ thế quái nào mà điểm trung thành lại bị tụt át thế? Chắc là các cái hỗ trợ của các cái vùng nó không còn nữa rồi, các điểm trung thành. Rồi bây giờ trung thành chỉ có toàn bộ vùng Ý này, vùng này và vùng này là theo mình thôi. Vậy thì bỏ cái này đi. Cái vùng này cái gì đấy, Jackmanin vùng này à? Cũng được nhưng mà chọn cái hỗ trợ là cái này để nó tăng điểm trung thành của các phe lên rồi tạm thế đúng không? À có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.